Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay MyBitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Tailbank nhận 4 token TAB nha các bạn. Thì con token này nó chạy trên nền tảng quý Tomo Chain nha các bạn. Cho nên tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn cần phải có một cái quý Tomo Wallet. Cái quý Tomo này mình sẽ có video hướng dẫn các bạn tạo quý nhé. Thì bên trên kênh của mình ấy, thì các bạn vào phần danh sách phát này. Thì bên trong danh sách phát này sẽ có cái video hướng dẫn tạo quý, các bạn nhấn vào đây này. Thì bên trong này sẽ có một cái video là hướng dẫn tạo quý Tomo Wallet này. Thì các bạn xem và các bạn tạo quý, tạo cho mình một cái quý Tomo nhé. Thì cái video này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn xem và các bạn tạo quý nhé. Hoặc là các bạn copy lại chuỗi 12 ký tự trên quý Trust Wallet đó. Sau đó các bạn qua quý Tomo này, các bạn backup lại cho nhanh hơn thôi nhé. Thì sau khi các bạn đã có quý rồi thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, cái link đầu tiên nhé. Sau đó các bạn tiến hành đăng ký một tài khoản trên website giúp mình nhé. Thì đầu tiên là username. Thì các bạn tạo cho mình một cái username nhé. Sau đó thì phần email, các bạn điền lại email của các bạn. Tiếp theo đó thì ở phần này là phần địa chỉ quý Tomo Wallet của các bạn. Địa chỉ quý thì các bạn vào quý Tomo của các bạn đấy. Các bạn vào quý Tomo Wallet. Thì trên quý Tomo Wallet này các bạn ấn vào Tomo Chain. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ quý Tomo của các bạn nha. Các bạn ấn vào nút sao chép này. Các bạn sao chép lại địa chỉ quý. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán địa chỉ quý của các bạn vào đây. Tiếp theo là mật khẩu. Mật khẩu thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu nhé. Sau đó thì ở phần OU phone này thì các bạn điền lại số điện thoại của các bạn nhé. Ở phần số điện thoại này cũng không bắt buộc đâu, số điện thoại tùy chọn thôi. Thì sau đó các bạn ấn vào nút register, các bạn tích vào đồng ý với điều khoản của dự án này. Sau đó các bạn ấn vào nút register. Thì sau khi các bạn ấn vào nút register xong thì sẽ có một cái link config gửi về Gmail cho các bạn nhé. Các bạn vào bên trong Gmail, các bạn lấy link config nhé. Các bạn lưu ý này thì mail nó gửi về hơi chậm nha các bạn, cho nên các bạn cố gắng đợi nhé. Thì bên trong Gmail thì các bạn ấn vào cái đường link Active Account này. Active Account các bạn ấn vào cái đường link này giúp mình nhé. Chúng ta kích hoạt tài khoản. Ok, như vậy là mình đã đăng kích hoạt tài khoản thành công. Sau đó các bạn ấn vào nút Login giúp mình luôn. Thì sau khi các bạn login xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Thì nó sẽ có giao diện, nó sẽ nhảy ra giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì ở phần các bạn kéo xuống đây, các bạn sẽ nhìn thấy là Giveaway 2 task. Thì các bạn kích vào cái Giveaway 2 task này giúp mình nha. Các bạn chọn vào đây. Thì ở nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được là hai token task. Thì sau khi các bạn nhấn vào giveaway xong thì sẽ có giao diện như thế này. Tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta là like Facebook và Twitter và chụp lại ảnh màn hình. Thì các bạn ấn vào đường link Tailbank Facebook này trước nhé. Chúng ta làm nhiệm vụ Facebook trước nhé. Đợi mình tắt bớt tab nha các bạn. Thì trên Facebook thì các bạn tiến hành thích và theo dõi của dự án này. Theo dõi. Sau đó các bạn chụp lại cái ảnh màn hình giúp mình nhé. Các bạn chụp lại một cái ảnh màn hình này. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại với trang web. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter và chụp lại màn hình. Các bạn ấn vào đường link Twitter của nó này. Thì trên Twitter của dự án thì các bạn ấn vào nút theo dõi. Sau đó các bạn chụp lại cái màn hình làm bằng chứng nhé. Tiếp theo đó thì các bạn quay trở lại với trang web.
Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn cần phải là join vào kênh Telegram Group và mời hai người bạn vào nhóm và chụp lại màn hình. Thì các bạn ấn vào đường link Telegram của dự án nhé. Ấn vào đường link này. Chúng ta tiến hành join vào nhóm trên dự án. Thì trên Telegram của Taobank này thì các bạn ấn vào nút join. Sau khi join xong thì các bạn chọn vào ảnh, chọn vào avatar này, chọn vào avatar trên nhóm của dự án này. Sau đó các bạn chọn vào hình ông người có dấu cộng này. Các bạn thêm hai người bạn vào nhé. Các bạn thêm hai người bạn vào nhóm giúp mình nhé. Tối đa là hai người bạn nhé. Các bạn muốn thêm bao nhiêu cũng được mà tối đa là hai người nhé. Sau đó các bạn quay trở lại, sau đó các bạn chụp lại cả màn hình như thế này. Đấy. Tiếp theo đó thì các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn kéo xuống đây. Thì ở phần email này sau khi các bạn login thì nó sẽ tự động điền cho các bạn luôn nhé. Thì nếu mà nó không tự động điền cho các bạn thì các bạn điền lại email của các bạn này. Tiếp theo đó là địa chỉ ví Tomo của các bạn. Thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví Tomo wallet của các bạn nhé. Thì bạn copy lại cái địa chỉ ví Tomo của các bạn. Các bạn sao chép lại, sau đó các bạn điền vào đây. Nếu mà nó không tự động điền cho các bạn thì các bạn dán lại cái địa chỉ ví của các bạn nhé, cho chắc ăn nhé. Các bạn copy lại. Các bạn dán địa chỉ ví Tomo của bạn vào đây. Đấy. Sau đó bước tiếp theo thì chúng ta tải tệp lên. Thì nó yêu cầu chúng ta là up ba cái ảnh chụp ảnh màn hình của các bạn vừa chụp ấy, tải lên đây. Thì các bạn có nút chọn tệp này. Sau đó các bạn tải ba cái ảnh bạn vừa chụp ảnh màn hình làm bằng chứng mà các bạn đã follow và theo dõi và thêm ba người bạn ở trong nhóm Telegram của nó này. Thì các bạn chọn ba ảnh nha. Các bạn chọn ba ảnh. Đó, sau đó các bạn nút thêm, chúng ta tiến hành tải ảnh lên thôi. Các bạn đợi tí cho nó tải lên nhé. Đây này, một ảnh này, hai ảnh này. Mới hai ảnh thôi. Trường hợp mà nó không hiện đủ đầy đủ ba ảnh á, thì các bạn ấn vào phần remove này này. Remove phía sau này, các bạn xóa hết lại đây. Các bạn xóa hết lại đây. Hoặc là ở dưới ảnh nó có chữ remove này. Các bạn xóa ảnh đi. Sau đó các bạn tải lên lại nhé. Các bạn tải từng ảnh lại giúp mình nhé. Thì nó sẽ hiện đầy đủ thôi. 1, 2. Mình thêm hai ảnh trước đi. 1 ảnh này. 2 ảnh này. Tiếp theo đó các bạn ấn vào chọn tệp lại. Chúng ta tải lên ảnh cuối cùng. Thì nó sẽ hiện đầy đủ 3 ảnh thôi. 1 ảnh nữa này. Ok. Facebook. Twitter. Ok, mình đã đầy đủ bài ảnh nhé. Thì sau khi các bạn đã tải đầy đủ bài ảnh lên rồi thì các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn vào nút submit. Chúng ta tiến hành gửi cái form này đi nhé. Ok, như vậy là nó thông báo này. I touch will transfer I touch your account to mobile. Ok. Thì sau khi các bạn đã hoàn thành trên trang web của nó rồi thì ở nhiệm vụ ở trang web này các bạn sẽ nhận được là 2 touch nhé. Thì sau khi hoàn thành gửi form đi rồi thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Trên bot này thì các bạn sẽ nhận được thêm là 2 token tag nữa nhé, tổng cộng là 4 token. Thì trên bot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Tiếp theo thì các bạn ấn vào nút join airdrop. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ xong. Thì ở các nhiệm vụ này thì chúng ta đã làm trên website hết rồi. Join group này và in 2 rồi em thì chúng ta đã làm rồi. Đăng ký website thì chúng ta cũng đã làm rồi. Follow Twitter, Facebook cũng chúng ta cũng đã làm rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần ấn vào nút submit my detail thôi. Sau đó chúng ta điền lại thông tin thôi. Tiếp theo đó thì hỏi chúng ta là join vào kênh group chưa thì các bạn ấn vào nút don. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại email mà bạn đã đăng ký trên website thì các bạn điền lại email mà các bạn vừa đăng ký trên website của họ nhé. Tiếp theo đó thì nó like and follow. Như vậy là cái nhiệm vụ Facebook này chúng ta cần phải like một ảnh cho nó nhé các bạn.
Thì các bạn ấn vào Facebook của nó lại này, các bạn ấn vào Facebook này. Trên Facebook của nó chúng ta tiến hành like cho nó một bài viết nhé. Các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên lúc 7 giờ này các bạn tiến hành like thôi. Hoặc là các bạn like vài ảnh cho nó cũng được. Like 3 4 ảnh cho nó cũng được. Rồi sau khi like xong thì các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn vào trang cá nhân Facebook của các bạn nhé. Thì bên trong trang cá nhân Facebook của các bạn thì các bạn ấn vào nút dấu ba chấm này này. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết vào trang cá nhân. Sau đó thì các bạn copy lại cái link profile Facebook của các bạn nhé. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Facebook của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì ở nhiệm vụ Twitter, thì ở nhiệm vụ Twitter chúng ta còn một cái nhiệm vụ nữa là tích lại bot, có nghĩa là đăng lại một bài bot. Thì các bạn ấn vào từ bot với mình nhé. Các bạn ấn vào từ bot này. Thì ở bài bot này các bạn ấn vào nút tweet. Chúng ta đăng lại bài viết này nhé. Sau đó thì các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Các bạn sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý Tomo. Địa chỉ quý Tomo thì các bạn quay trở lại quý Tomo nhé. Các bạn chọn cho Tomo Chain. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ quý của các bạn lại. Các bạn sao chép lại địa chỉ quý Tomo. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán địa chỉ quý Tomo của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok. Tiếp theo đó thì các bạn có thể ấn vào Status để kiểm tra thông tin của bạn. Thì bên trong phần thông tin này thì nó vẫn chưa cập nhật token cho chúng ta đâu nhé. Thì bên trong này các bạn có thể copy lại cái link red này đi tin thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Thì mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là 0.66 token TAS này nha các bạn. Và đây là thông tin của các bạn mà các bạn đã khai báo trên bot, địa chỉ web của các bạn này, email của các bạn và những thông tin liên quan đến bạn mà bạn đã khai báo trên bot này. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 4 token TAS về ví Tomo Chain. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.